Luật sư vắng mặt, Trang Nemo lúng túng vì không thể tự bào chữa. Ngày 8 tháng 9, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, tức Trang Nemo, cùng các đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, tức Trang Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Hoài Nam. Cho rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, nhưng cấp sơ thẩm chỉ truy tố, xét xử các bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng là chưa giải quyết triệt để, nên bà Phạm Lệ Khanh kháng cáo lại toàn bộ bản án sơ thẩm. Dù có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cáo Phan Hoài Nam đã vắng mặt không lý do, hội đồng xét xử thông báo việc vắng mặt của bị cáo là tự tước đi quyền kháng cáo của mình. Luật sư bào chữa cho Trang Nemo cũng vắng mặt do bận việc riêng. Trước lý do này, hội đồng xét xử cho rằng luật sư vắng mặt là trì hoãn phiên xét xử, không thuộc trường hợp bất khả kháng nên hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử và các bị cáo sẽ tự bào chữa. Trang Nemo trình bày bị cáo không thể tự bào chữa nên muốn xin hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để mời bổ sung luật sư. Bởi tại phiên sơ thẩm, luật sư của bị cáo này có trình bày về việc bỏ lọt tội phạm nên tại phiên phúc thẩm lần này, bị cáo cần có luật sư để trình bày rõ vấn đề này. Trước đề nghị này, hội đồng xét xử thông báo sẽ cho các bị cáo 15 phút để mời luật sư. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng thời gian 15 phút không đủ để luật sư nghiên cứu hồ sơ. Pháp luật đã tạo điều kiện cho các bị cáo tại ngoại, bị cáo có thể mời luật sư, bị cáo không thực hiện được thì đó là trách nhiệm của bị cáo. Vì vậy, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo tự bào chữa, còn nếu không tham dự phiên tòa có thể ra về, vị chủ tọa thông báo.